cấm con quan của con bé đó. Tại sao vậy ba? Vì nhà nó nghèo, không có tiền, con có sống được với nó hay không? Nhưng mà con yêu Linh, có chết con cũng yêu Linh mà ba. Nếu con quyết lòng lấy nó, ba má không thừa kế và chia tài sản cho con. Con không cần đâu ba. Anh ơi. Hả? Bỏ đi vậy anh không sợ ba mẹ hả? Có em rồi, anh không sợ gì hết. Em ơi, sắp tới rồi, nghỉ đi. Vậy đi anh. À. Vậy đi. Anh đang ngủ em không thấy hả? Nhưng mà anh phải dậy để xin việc chứ. Hai tháng nay nằm ở nhà rồi. Anh ngủ một chút nữa đi. Anh ơi, ra ăn cơm nè anh. Ăn cơm anh. Mấy món này làm sao mà ăn nổi? Em không biết nấu món khác ngoài mấy món này hả? Ủa anh, sao anh uống nhiều vậy? Buồn đi. Cũng vì cô mà tôi phải ở trong cái căn nhà dọn nát đây nè. Anh nói gì vậy? Vì cô mà tôi phải chịu cực chịu khổ biết bao nhiêu. Nè đi. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Không có hạnh phúc gì đâu. Đừng có mơ mộng gì nữa. Ngày nào cũng cơm rau cháo. Về quê đi. Sống gì đâu có đồ đâu. Cũng vì cô mà tôi phải chịu cực chịu khổ vậy. Lúc trước ở nhà với ba mẹ là đâu có vậy đâu. Nhà tôi đâu có khổ đâu. Mà giờ phải đi theo cô vậy nè. Alo. Ok, anh ra liền. Đợi anh xíu nha. Anh hết yêu em rồi đúng không? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh không thể sống thiếu thốn như vậy được. Anh à, đi đâu rồi ta?